mình thích mua những cuốn sách mà nó có cái bì bọc như thế này nè, để mình gỡ ra, mình cảm thấy như vậy á, sách của mình sẽ gọi là mới cứng hơn là những cuốn sách mà nó không có cái bì như thế này. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với hành tinh của mình là có sách và tất tần tật mọi thứ ngành sách. Trong chiếc video ngày hôm nay thì mình sẽ khoe với mọi người những cuốn sách mà mình đã mua trong tháng 6 này. Quên, cái này mình lấy ra rồi. Cái đơn hàng lần này mình nhận á, thì người ta giao cho mình cái cuốn Nhật ký tình yêu này trước, nên là cái cuốn này thì mình cũng đã lấy ra, xong mình cũng đọc được vài trang rồi. Đây là cuốn Nhật ký tình yêu của Mark Twain. Mark Twain là một nhà văn rất là nổi tiếng và mọi người rất là hay nghe tên của ông ấy. Mark Twain có một cái câu quote mà mình rất là thích, đó là 20 năm sau kể từ bây giờ, mình sẽ hối tiếc về những cái điều mà mình không làm hơn là những điều mình đã làm. Mình rất là thích cái câu quote đó của Mark Twain. Sách của Mark Twain thì mình có đọc một cuốn, đó là cuốn Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn. Cái cuốn mà Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer mới là cái cuốn được gọi là nhiều người biết đến hơn của Mark Twain. Nhưng mà mình thì hồi đó mình cũng không biết tại sao mình lại mua cái cuốn Huckleberry Finn nữa. Thì mình đọc xong cái cuốn Huckleberry Finn thì đó là một cuốn sách viết về nạn phân biệt chủng tộc ở Mỹ. Cái cuốn Huckleberry Finn của Mark Twain thì mình đánh giá cao cái nội dung hơn là cái văn phong, hơn là cái cách mà Mark Twain kể chuyện. Mình lên mạng và mình thấy Mark Twain có cuốn Nhật ký tình yêu, và mình xem sơ sơ á thì mình cảm thấy nó rất là dễ thương. Nó viết theo kiểu như là nhật ký của nàng Eva, Eva Adam, Adam Eva ở trong câu chuyện Vườn Địa Đàng á. Trên cái phần đọc thử của Tiki nó có show ra một vài trang, xong mình thấy là cái này á nó vừa có hình mà nó vừa có ảnh luôn á, có hình vẽ nữa. Xong rồi mình thấy cái cuốn này cũng hay hay mà nó cũng khá là rẻ, là mình đặt cuốn này bỏ thêm thôi. Tại vì ban đầu thì mình cũng không có định đặt cái cuốn này đâu. Đầu tiên là mình chỉ định mua những cái cuốn này thôi. Những cái cuốn sách mà lần này mình mua là những cuốn sách mà về chủ đề là khoa học và vũ trụ. Mình sẽ bóc hết mấy cái bì này xong rồi mình sẽ giới thiệu với mọi người từng cuốn nha. Những cuốn này thì đều viết về chủ đề khoa học vũ trụ hết trơn á, nhưng mà mỗi cuốn nó sẽ có một cái đặc trưng riêng, vì vậy nên mình mới mua 3 cuốn. Cho nếu mà nó kiểu như tựa như nhau á thì mình không có đặt nhiều gì đâu. Mình thích mua những cuốn sách mà nó có cái bì bọc như thế này nè, để mình gỡ ra, mình cảm thấy như vậy á, sách của mình sẽ gọi là mới cứng hơn là những cuốn sách mà nó không có cái bì như thế này. Cái cuốn này, cái giấy này để lâu á nó sẽ bị ố vàng nè. Nhưng mà những cái giấy mà để lâu bị ố vàng như thế này nè là nó sẽ rất là thơm, thơm mùi sách mới. Đây là cuốn Bản thiết kế vĩ đại của giáo sư Stephen Hawking và cộng sự. Đây là một cuốn sách, nó nói về khoa học về vũ trụ, nhưng mà nó sẽ bàn nhiều về vấn đề con người và cái thực tại này. Nó bàn về con người và kiếp sống của con người nhiều hơn ý. Bản thiết kế vĩ đại đây, theo như mình hiểu, giống như là cái bản thiết kế của vũ trụ vậy đó. Vũ trụ sáng tạo ra tại sao lại có những cái hình dáng như vậy, tại sao lại có những cái định luật như vậy, tại sao lại có những cái công thức như vậy. Nó có những cái công thức toán học mà nó áp dụng được vào trong những cái gọi là chuẩn mực của vẻ đẹp á. Nhìn vô là mình cảm thấy nó rất là đẹp, và bên trong nó lại có những cái tỷ lệ. Nhưng mà tại sao lại có thể thiết kế ra được một cái vẻ đẹp gọi là hoàn hảo đến như vậy? Đó là những gì mà mình nghĩ sau khi mà mình đọc cái phần review cái cuốn sách này, review ở phía sau này. Thì mình cảm thấy là đây cũng là một cái chủ đề khá là hay, nên là mình đã mua cái cuốn này. Đây là cuốn Hỗn độn và hài hòa. Cuốn này là Cái vô hạn trong lòng bàn tay. Với lại đây là cuốn Nguồn gốc, Nỗi hoài niệm về những thuở ban đầu. Cả ba cuốn này thì đều là sách của bác Trần Xuân Thuận hết. Bác Trần Xuân Thuận là một nhà vật lý thiên văn, người Mỹ gốc Việt. Và bác có rất là nhiều sách viết về những chủ đề về khoa học và vũ trụ. Theo như mình thấy á, thì bác Trần Xuân Thuận là
một Phật tử. Thế nên là những cái mà bác viết về khoa học, về vũ trụ, nó sẽ có những cái triết lý mà bác liên hệ đến những cái triết lý ở trong Phật giáo. Những cái lý thuyết như vậy thì rất là hay và cũng khá là hợp với ý mình, nên là mình đã mua một lúc 3 cuốn luôn. Cái cuốn nguồn gốc này mình thấy nó viết rất là nhiều thứ về những cái thế giới lớn, như là những thiên hà xa xôi, về các hành tinh trong hệ mặt trời, đến những cái thứ nó nhỏ hơn, những cái thế giới nhỏ hơn, như là về các tế bào, về ADN hay là các neuron, rồi các chủ sinh kiếp vậy đó. Trong cuốn sách này nó còn viết về sự sống nữa. Sự sống được bắt đầu từ đâu, sự sống sinh ra ở đâu, các niên đại xác định sự sống. Wow, thực sự có rất là nhiều thứ ở trong đây luôn á. Sự sống và các chuỗi ADN xoắn kép. Có học thuyết Darwin nữa. Cuốn này thực sự nhiều luôn á. Hình chi nó dài 619 trang. Cuốn sách Cái vô hạn trong lòng bàn tay á là một cuộc trò chuyện giữa bác Trịnh Xuân Thuận với một người là nhà khoa học phương Tây đã trở thành nhà sư. Ở phía sau này có ghi á là đây là một cái cuộc đối thoại giữa hai người, nhưng mà không phải là theo kiểu tranh luận đối đáp, mà nó là bổ sung, bổ khuyết cho nhau để xây dựng những cái nhìn nhân văn về khoa học tự nhiên, mượn tinh thần đạo Phật để hạn chế cái ác của nền khoa học kỹ thuật đang phát triển đến tột bậc, có nguy cơ hủy diệt cả cuộc sống và nền văn minh con người. Đây giống như là có một cái chủ đề, xong rồi hai người nói qua nói lại vậy đó. Nó viết theo kiểu một người nói nè, xong rồi một người lại nói, đó là viết theo kiểu đối thoại á. Ví dụ trên đây là bác Thuận nói, xong rồi đến dưới đây là bác Matthew nói. 19 chương. Có 19 chương. Và ở trong mục lục nó ghi này, sau 19 chương thảo luận với nhau á thì có 2 chương nữa, đó là kết luận của nhà sư và kết luận của nhà khoa học. Có nghĩa là sau 19 cuộc trao đổi và nói chuyện đó thì sẽ có phần kết luận tự rút riêng ra cho mỗi người. Hay ghê. Theo những gì mà mình thấy về cái cuốn Hỗn độn và Hài hòa này á, thì nó sẽ nói rất là nhiều về cái đẹp, những cái vẻ đẹp từ trong sự hỗn độn và hài hòa, từ trong cái quá trình sáng tạo của vũ trụ á. Đây đều là những cái cuốn sách mà mình nghĩ là mình cần phải đọc rất là kỹ, tại vì trong những cái cuốn sách này nó bao gồm rất là nhiều kiến thức luôn. Và nếu chưa có đọc gì hết và mới khui ra như thế này thì mình cũng không biết phải chia sẻ gì nhiều với mọi người. Thường thì mọi người sẽ thấy mình sẽ mua sách theo kiểu như là chủ đề. Ví dụ như dạo gần đây mình quan tâm đến chủ đề triết học á, thì mình sẽ mua rất là nhiều sách về triết học. Mình quan tâm đến chủ đề lịch sử thì mình sẽ mua rất là nhiều sách về lịch sử. Còn dạo gần đây á, thì mình lại quan tâm đến chủ đề khoa học và vũ trụ. Thế nên là mình muốn mua thêm những cuốn sách về chủ đề khoa học và vũ trụ. Mình muốn dành nhiều thời gian để đọc thêm những cuốn sách, để biết thêm nhiều góc nhìn mới về khoa học và vũ trụ từ những người mà đã dành rất là nhiều thời gian cuộc đời mình để mà nghiên cứu về chủ đề đó. Trước khi chiếc video này kết thúc thì mình còn một thứ muốn khoe với mọi người là mình mới mua thêm bookmark BTS. Nó ghi ở đây là có 30 bookmark và 32 sticker. Nó là hình như thế này nè, hình chữ nhật. Cái phần này là có các thành viên lẻ thôi, còn hình bên này là hình chụp cả nhóm. Nhiều quá chứ. À, sticker là giấy hả? Sticker là hình dán. Nó nhỏ nhỏ như thế này nè, dán vô sổ cho vui vui. Nhìn mấy cái này nhớ đến ngày xưa hay siêu tầm báo, rồi mua mấy cái hình dán thần tượng về dán vô sổ. Lâu lắm rồi mình không làm cái trò đó nữa. Và chiếc video khoe sách ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi chiếc video này và hẹn gặp mọi người trong những chiếc video tiếp theo về sách và tất tần tật mọi thứ liên quan đến sách. Bye bye!